Hiền Hồ càng ngày càng lạ quá, fan nhìn mãi mới nhận ra thần tượng. Bước ra từ cuộc thi The Voice 2017, Hiền Hồ giành được sự chú ý của nhiều người với giọng hát cao vút, trong trẻo đi vào lòng người nhờ những ca khúc, rồi người thương cũng hóa người dưng, có như không có, gặp nhưng không ở lại. Bên cạnh đó, Hiền Hồ còn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp như búp bê sống. Thế nhưng, gần đây nhiều thay đổi khác thường trên khuôn mặt của Hiền Hồ khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước diện mạo khó lòng nhận ra của thần tượng lâu nay. Nổi tiếng với giọng hát trời phú và vóc dáng xinh xẻo cùng nước da trắng mịn, Hiền Hồ là idol trong lòng nhiều bạn nữ trẻ là việc chẳng ai bàn cãi. Tuy nhiên theo thời gian, diện mạo của Hiền Hồ lại ngày càng khác xa ban đầu, khiến nữ ca sĩ liên tục bị CDM tố phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá khiến mặt mày bị biến dạng, đáng tiếc. Trước đây, nhan sắc và vóc dáng hoàn hảo của Hiền Hồ khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen. Ảnh, FBVN. Quảng cáo. Tuy nhiên càng ngày diện mạo của Hiền Hồ càng khác lạ khiến người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng vì chẳng còn nhận ra được thần tượng của mình nếu ai đó không nói tên. So với nét đẹp ngọt ngào trước đây thì diện mạo của Hiền Hồ bây giờ trông cứng đờ thiếu tự nhiên khiến người hâm mộ thắc mắc, nếu chẳng nói tên thì không biết được đây là Hiền Hồ đâu. Khi chứng kiến hình ảnh, clip của Hiền Hồ dạo gần đây, nhiều CDM đã để lại bình luận kiểu như: các bạn cho mình hỏi Hiền Hồ có tiêm filler gì không thế ạ? Mặt Hiền Hồ nhìn giống búp bê nhựa luôn ấy. Mỗi lần chị Hiền Hồ ra MV mới là mình cứ tưởng một ca sĩ cùng tên khác lại xuất hiện. Hồi xưa dễ thương lắm rồi, giờ càng tiêm càng nhựa ra, nhìn cứng đờ. Tiếc thật sự, nhìn mặt Hiền Hồ trong ảnh sao khác quá vậy. Nhìn mặt Hiền Hồ không hề giả chân chút nào luôn ấy. Mới đây, trong màn giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội, khi được đặt ra câu hỏi về quan điểm về tình yêu và sự nghiệp, Hiền Hồ cũng có rất nhiều chia sẻ về vấn đề làm đẹp và nhan sắc của mình đến khán giả. Đặc biệt, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Hiền Hồ lên tiếng về việc đã có, chỉnh sửa, một vài điểm trên mặt. Sau nhiều lần quản lý lên tiếng phủ nhận, cuối cùng Hiền Hồ cũng đích thân, đính chính, rằng cô chỉ chỉnh sửa một vài điểm nhỏ trên gương mặt. Sự thay đổi về nhan sắc của nữ ca sĩ nhận lại không ít những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều cho rằng, Hiền Hồ của trước kia vẫn xinh đẹp và tự nhiên hơn rất nhiều. Trước những chỉ trích của cộng đồng mạng, người đẹp sinh năm 1997 dường như không quá quan tâm. Thay vào đó cô nàng rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân về phẫu thuật thẩm mỹ: tôi không hề ngại chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Thay đổi để đẹp hơn có gì là xấu? Những hình ảnh ngày trước của Hiền Hồ, không may, được cư dân mạng đào lại. Có thể thấy rằng, trước kia cô nàng sở hữu gương mặt khá bầu bĩnh, cùng đôi môi mỏng và sống mũi thấp, to. Thế nhưng theo thời gian, người đẹp dần, lột xác, thành phiên bản hoàn hảo hơn khi sở hữu gương mặt thon gọn cùng sống mũi cao và thẳng. Bên cạnh phong cách thời trang, nhan sắc của Hiền Hồ cũng dần thay đổi rất nhiều từ khi cô bắt đầu xuất hiện trên sóng truyền hình. Chẳng biết có phải do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà mà khiến diện mạo Hiền Hồ ngày càng thay đổi khác lạ không, nhưng có một thực tế chứng minh rằng rất nhiều mỹ nhân đang đẹp tự nhiên nhưng vì dao kéo chỉnh nhan quá nhiều lần mà khiến diện mạo cứng đờ, đánh mất vẻ xinh đẹp dễ gây thiện cảm trước nay. Thực ra, phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến người khác đẹp lên sau vài ngày nhưng cơ thể cũng sẽ có những tổn thương ngầm khiến chị em gặp nhiều giới hạn như: sau khi chỉnh sửa, mũi sẽ trở nên nhạy cảm và dễ dị ứng, mí mắt cắt quá sâu sẽ khiến mặt không kép lại được, làm khô giác mạc, miếng độn cằm không ôm sát vào mặt, làm lộ rõ các mép độn khiến cơ mặt căng cứng, mất đi nét tự nhiên. Khi lỡ tiêm quá nhiều Botox sẽ làm mặt trở nên không cân đối và đơ, chẳng khác gì tượng. Đây đều là những tổn thương mà chị em có thể gặp sau khi PTTM. Bên cạnh đó, các biện pháp làm đẹp bằng nội khoa nói chung đều gần như không cần thời gian hồi phục và giúp chị em có thể đẹp lên ngay tức khắc. Thế nhưng nếu bơm lượng hóa chất làm căng da hay trẻ hóa gương mặt một cách không kiểm soát có thể biến gương mặt của chị em trở nên sưng phù, biến dạng và dẫn đến nguy cơ hoại tử. Một tác phẩm thành công của ngành thẩm mỹ đó chính là cho ra đời được khuôn mặt đẹp nhưng trông hoàn toàn tự nhiên. Bởi thế nếu muốn giao nhan sắc của bản thân cho bất kỳ viện thẩm mỹ nào, chị em nên có thời gian tìm hiểu kỹ càng, lắng nghe tư vấn và nên kiểm tra sức khỏe thật kỹ trước khi quyết định trùng tu bất cứ điểm nào trên khuôn mặt để tránh bỏ ra cả mớ tiền nhưng diện mạo lại trông không đâu vào đâu cả.